nay mình muốn cho mấy bạn coi về cái địa lý của uh, nước nước trên thế giới ha thì cái mấy châu lục này ha thì mình sẽ cho anh xã đeo mình đọc những cái châu lục how many continents in the world there are seven seven can you show them about seven one is on the bottom which is Antarctica Antarctica tức là nam cực á okay covered with ice and snow okay Australia Australia yeah There's Asia. Asia, yeah, Asia. And here is Vietnam. This little yellow country. Yeah, okay, Vietnam. And then there's Europe. Europe, yeah. Africa. Ah, uh, Africa, yes. Then there's South America. South America. And North America, where the United States is in green. Okay, cái <laughs> là cái màu United States. Alaska thì mình muốn nói đó là anh xã leo mình nói có năm châu lục hả ta no continent có năm có bảy lục. hồi xưa mình đi học địa lý á thì mình biết chỉ có 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 năm thôi mà giờ nó ra tới bảy luôn nè thì nói là có nam cực nè ha có có châu úc nè có châu á nè có châu âu nè ha ở châu phi nè ha rồi à, xa à, miền nam của của của, của mỹ nè và miền bắc của mỹ ha thì cái dòm cái màu xanh ha à, uh, dòm cái màu xanh đó là United States ha. Thì đây đó lên you can compare my country with uh, some stay in your country. okay Việt Nam hiện Việt Nam is okay. about the same size as California, California here in the United States. Ok, thank you for that. Ok, rồi đây đây mình chỉ 50 tiểu bang của nước Mỹ ở đây. Và cái đây là bản đồ của thế giới nha. Rồi đi thu nhỏ về cái cái của Mỹ đây, qua đây. đây okay đây là bản đồ của của Mỹ ha. Đó, những cái tiểu bang đó. Lee Rick 50 stay for us, okay? Well, the 50 states. Yeah, 50 stay. If you start on the west coast. Okay. There's Washington. Washington. Oregon. Oregon. Oregon California. California. And Vietnam is about this this length. Yeah, that's same three state up Yeah. Same same size with our uh, Washington, or, Oregon. Oregon and California. Okay, cái size của Việt Nam mình đó. Okay. Tiếp and tục. This is Viet, uh, Nevada. Nevada, okay. Idaho. Idaho. Montana. Montana. Montana Wyoming. Wyoming. Utah. Utah. Arizona. 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 Now, far up north is Alaska. Oh yeah, I saw Alaska here. It's very big. Yeah, cái nhìn cái màu xanh and này nãy á. And out in the middle of the ocean, yes, is Hawaii. Hawaii. Oh, okay. Then there's Wyoming. Wyoming, dry. Right? Colorado. Colorado. New Mexico? New Mexico. Did I mention Montana? No. Not mid, you meet Big Okay. North Dakota? Not. Yeah. And South Dakota? Yeah. Nebraska? Yeah. Kansas? Yeah, Kansas. Oklahoma. Oklahoma. And Texas. So, Texas is so big. Texas is, is is the second biggest. Second biggest, big, okay. Biggest is Alaska. Oh, biggest big, Alaska. Tiểu bang bự nhất là Alaska, bự nhì là Texas. Okay. If you put Alaska on top, Alaska would be this big. Okay. That's so big. Okay. Then there's Minnesota. Minnesota. Iowa. Iowa. Yeah. Missouri Missouri Arkansas Arkansas Louisiana Louisiana There's Wisconsin Wisconsin Wisconsin, Wisconsin has Green Bay. i yes. Yeah. Green Bay is right there. Okay, Green Bay nổi tiếng ở Okay. There's Illinois where I there's Chicago. Okay. okay, Illinois Chicago. Okay. There's There's Michigan. Michigan. Okay. Indiana Indiana. Indiana. Kentucky Kentucky. Tennessee, Tennessee Mississippi, Mississippi. Alabama, Alabama Florida, Florida. Georgia, Georgia. South, Carolina, South Carolina North Carolina, North Carolina. Virginia, Virginia West Virginia, West Virginia. Ohio. Ohio Then there's Pennsylvania Pennsylvania New York New York Vermont, Vermont, New Hampshire, New Hampshire, Maine, Maine. Then there are some small states like Maryland, Maryland, Delaware, Delaware, New, New Jersey. Jersey, and smallest De Delaware. Mm -hmm. Smallest. Small. No, smallest is is Rhode Island. Rhode Island. There's Connecticut, Connecticut. Okay. And Massachusetts, Massachusetts. The United States has. two territories Territory One is Puerto Rico Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. U.S. Virgin Islands. thì mình biết and hai cái này giống down như, như là nó thuộc địa của, của 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 Mỹ vậy đó. Nó mấy người trong đây cũng là dân Mỹ luôn, hai cái này nè. Hai cái hai cái bang này nè, giống như hai cái nước gì đó, nó nhập vô nhưng mà nó chưa sát nhập 50 tiểu bang. Thì uh, lên can you tell me about first thing Uh, original of American. 13 original states. Ok, quay. Thì mình nói cái, về cái phần lịch sử á. Thì ở trong khi lịch sử của nước Mỹ á, hồi xưa Mỹ là thuộc địa của Anh ha. Thì nó chỉ có 3, 13 bang thuộc địa thôi. Thì mình đi học lịch sử mình biết cái 13 thuộc, bang thuộc địa này chống lại Anh và cuối cùng là thành lập cái nước Mỹ cường quốc như ngày hôm nay. Ok. Go ahead. Ok, the 13 original, yeah. so if I'm not mistaken, are Georgia, Georgia, South Carolina, South Carolina, North Carolina North Carolina Virginia Virginia Maryland Maryland Delaware Delaware Pennsylvania Pennsylvania New Jersey New Jersey New York New York Connecticut Connecticut Rhode Island Rhode Island Massachusetts Massachusetts and New Hampshire The New Hampshire Okay that's enough. Uh, how about Florida? Florida came later. Came later. Ok, đó là 13 bang đó Thì mấy bạn mà chỉ cần biết là 13 bang đó là được rồi Thì mình thấy rất là hay ha Nước Mỹ này nó rất là bự và rất là lớn Càng ngày mình càng hình dung thì công nhận nó bự Bự kinh khủng luôn, cự bự trà bá mà bự bà cố luôn Mình rất là nhỏ xíu, hồi xưa mình đâu có hình dung được cái nước Mỹ, nước Mỹ mà nó bự Bự đến nỗi như vậy ha Thì đây là nhờ, nhờ anh xã Leo mình đọc những cái tiểu bang này Mình hy vọng là những cái bạn nào á Thì cái mục tiêu của Sơn đi 50 tiểu bang trên nước Mỹ mà mình hy vọng sẽ gặp các bạn ở trong tất cả các tiểu bang này và một ngày là gần đây nhất ha. Thì mình biết được một vài nơi rồi và có những cái những cái tiểu bang ở giữa thì Sơn không có đọc được và không có biết ai được ở đó. Thì nay mình có biết một bạn là ở Colorado. Colorado. Colorado and yeah, Colorado. Đó, những cái kiểu bang North Dakota, South Dakota. South Dakota. That's about the countryside. There's, there's it's very flat in the eastern part of south dakota yeah but in the west it's very mountainous lots of mountains right in through here okay nói chung là anh Leo anh cũng học về địa lý rất là nhiều nha nên nó những cái gì của anh Leo anh Leo chỉ thì mình cũng có thêm là kiến thức đó mình cũng biết được là nước Mỹ nó bự như thế nào và những cái nước nào thì nó nó là những cái cái oh no cái tiểu bang nào là nó đi ra trước và sau đó những cái tiểu bang nó ra sau thì nó cũng có rất là nhiều. Thì mình chỉ muốn giới thiệu cho mấy bạn coi một tí xíu để mấy bạn biết thôi ha. Hy vọng là mấy bạn có thêm kiến thức là nhờ thầy giáo leo. hai à, thầy giáo leo. Xin chào. Dạ, thầy giáo leo và cô giáo Sơn ha. Ok, mấy bạn các bạn ha. Hy vọng cái clip của mình hữu ích cho mấy bạn ha. Ok, bye bye.